Thưa quý vị và các bạn, ngày nay căn bệnh mỡ máu cao hay còn gọi là tăng lipid máu không phải là căn bệnh hiếm gặp nữa mà nó đã trở thành diễn tiến của tất cả mọi người và đây thì không chỉ là mối lo ngại của một tầng lớp một độ tuổi nào nữa. Và với căn bệnh mỡ máu cao thì nó có thể để lại những cái biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe nếu như không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chẳng hạn như là những cái bệnh lý về viêm tụy, đái tháo đường tuyếp 2, bệnh lý về gan, thận, đặc biệt là bệnh đột quỵ và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có những kiến giải liên quan đến căn bệnh mỡ máu cao à, với sự xuất hiện của chuyên gia thể thuốc ưu tú đại tá phạm hòa lan nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc và trang thiết bị y tế cục quân y bộ quốc phòng đầu tiên thì xin được gửi lời cảm ơn tới chuyên gia đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Rồi, xin chào mc xin chào quý khán giả à dạ vâng ạ à, thưa chuyên gia chúng ta nhận thấy là tỷ lệ người mắc bệnh mỡ máu ngày càng cao và nó trở thành cái mối lo ngại của tất thảy mọi người vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái tình trạng này và tỷ lệ biến chứng sang cái bệnh lý nguy hiểm khác là bao nhiêu được không ạ và chúng ta biết ấy, à, khi mà cái lượng mỡ máu trong nó tăng lên hay người ta gọi là hiện tượng là rối loạn lipid thì ta thấy là hiện nay ấy, cái tình trạng mà ở Việt Nam chúng ta nói chung cả cả thế giới nữa thì theo thống kê ấy, thì ta thấy là mình có cái khoảng là 30% cái tỷ lệ những người trưởng thành thì có cái hiện tượng là mỡ máu cao và tăng cái rối loạn lipid và nhưng trong cái 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 mỡ máu cao ấy thì nó lại phân ra theo vùng cái vùng nông thôn ấy, cái vùng thành thị nó khác nhau ở thành thị thành thị hay là thành phố ấy, thì cái tỷ lệ là nó chiếm tới 44,3% mươi à, cái tỷ lệ mà rối loạn lipid và hiện nay có cái tình trạng này tức là à, rối loạn lipid thì đang có chiều hướng gia tăng và lại trẻ hóa tức là rất nhiều các bạn trẻ ấy, bây giờ đã có hiện tượng là à, rối loạn lipid rồi nhưng cái điều quan trọng ở đây ấy, là cái rối loạn lipid nếu ta để mà mức độ nó nó lớn quá nó cao ấy thì nó gây hiện tượng biến chứng à, rất là nguy hiểm mà cái biến chứng nguy hiểm đầu tiên phải kể đến đó là ảnh hưởng đến cái hệ tim mạch khi cái nồng độ cholesterol trong máu nó cao như vậy thì nó làm cho tạo ra cái mảng sơ vữa cái mảng sơ vữa này thì nó bám vào trong thành mạch máu và từ cái thành mạch máu này nó làm cho gì cái áp lực mà cái sự đàn hồi của mạch máu nó kém đi và khi cái, cái đàn hồi của mạch máu nó kém đi ấy, thì nó tạo một áp lực lớn như vậy thì tạo ra huyết áp nó cao Đấy. và từ đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hệ lụy khác nào là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rồi nhồi máu não vân vân thì đến bệnh tim mạch rất là nguy hiểm và tỷ lệ ta thấy rằng đột quỵ này tỷ lệ tử vong rất là cao, rất là cao. Cái thứ hai là ngoài cái tim mạch ra thì ảnh hưởng đến đến, đến đến nội tiết, bởi vì cholesterol nó liên quan rất nhiều đến cái cái, cái quá trình là liên quan đến hormone, cho nên là ảnh hưởng rất nhiều. Mà chúng ta biết rằng cái hormone ấy là cái cái, cái, cái tuyến nội tiết rất quan trọng cho cơ thể con người chúng ta, kể cả giới nam lẫn giới nữ chứ à, ngoài cái ảnh hưởng cái cái, cái hóc môn rồi còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa rồi hệ thần kinh à, vân vân à, ảnh hưởng rất là nhiều như vậy biến chứng rất nguy hiểm thế còn cái triệu chứng ấy, thì à, cái triệu chứng thì ta thấy là nó rất là rõ đấy. cụ thể ví dụ như là à, đau đầu rồi à, à, khó chịu thế à, đặc biệt những người mà khi mỡ máu cao nó gây huyết áp ấy thì làm người tự nhiên nó bình thường nó nóng phừng mừng mừng mặt lên thì đấy là cái triệu chứng để chúng ta biết đấy là cái hiện tượng là có hiện tượng là cái cái cái, cái... huyết áp cao thông qua cái đấy để biết là từ cái mỡ máu cao nó ảnh hưởng đến rất nhiều đến hệ tim mạch như thế. À, dạ vâng. Vậy thì có thể thấy là chuyên gia chúng ta đã cho chúng ta biết được cái sự mức độ nguy hiểm của cái tình trạng mỡ máu cao nó ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta như thế nào đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là tăng mỡ máu thì có thể diễn tiến ở mọi độ tuổi và đáng chú ý là ở độ tuổi trung niên và người cao tuổi với những cái biến chứng như là tăng huyết áp và đái tháo đường. Vậy thì chuyên gia có thể cho biết là cái nguyên nhân của tình trạng này là gì không ạ? cái nguyên nhân chính là là gì do cái cái cái, cái tỷ lệ cái cholesterol mà khi mà rối loạn như vậy ấy, thì đúng 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 ra là cái cholesterol có lợi ấy, nó phải phải tăng lên thì tốt còn cholesterol có hại nó nó giảm đi thì tốt nhưng đằng này nó ngược lại à, khi mà rối loạn như vậy thì cái cái cái, cái tỷ lệ cái cholesterol có có lợi thì nó lại lại, ít đi mà cái tỷ lệ cholesterol có hại thì nó lại tăng lên chính vì thế rằng nó gây rất nhiều bất cập cho cơ thể của người chúng ta gọi là gây rối loạn mọi vấn đề nó ảnh hưởng rất nhiều các hệ hệ tim mạch rồi hệ tiêu hóa hệ thần kinh rồi hormone vân vân tôi phân tích ở trên thì đấy là những cái nguyên nhân mà dẫn đến các cái triệu cái, cái biến chứng nguy hiểm như vậy mà trong biết rằng cái đột quỵ hiện nay cái tỷ lệ tử vong rất là cao thế chỉ một phút thôi từ con người bình thường thì trở thành con người tàn phế chỉ trong một phút thôi đấy. mà trong vấn đề tỷ lệ mà những người bị đột quỵ như vậy thì 95% là gây hiện tượng là à, nếu như thoát chết nhé, thì cũng đem lại cái di chứng bằng cả đời à, có thể là liệt nửa người có khi là liệt toàn thân à, sống thực vật những nguy hiểm như vậy À, dạ vâng thưa chuyên gia có một cái sự khó khăn đây đó chính là chúng ta biết được rằng căn bệnh mỡ máu cao nó ảnh hưởng tới sức khỏe nó nguy hiểm tới sức khỏe và có những cái biến chứng tuy nhiên thì nó lại không biểu hiện cụ thể ra những cái biểu hiện lâm sàng vậy thì chúng ta làm thế nào để có thể phát hiện sớm căn bệnh này à, chúng ta biết rằng cái mỡ máu cao ấy thì nó uh, diễn biến một cách rất âm thầm trong cơ thể con người chúng ta và nó không biểu hiện ra bên ngoài là là chúng ta đang bị mỡ máu cao À, chính vì thế cho chúng ta không không biết được nhưng mà cái điều mà chúng ta biết được là gì là từ cái mỡ máu cao đó nó ảnh hưởng rất nhiều nó biến chứng ra các bệnh khác ví dụ huyết áp chẳng hạn đấy thì qua cái huyết áp thì ta biết rằng à, nó song hành thì ta biết rằng à chúng ta mỡ máu cao nhưng mà tốt nhất ấy để mà giúp cho những người mà bệnh nhân ấy chủ động được vấn đề phát hiện thì phải có cái, cái cái chế độ kiểm tra sức khỏe định kỳ mà có kiểm tra sức khỏe định kỳ thì mới phát hiện ra được là cái cái tỷ lệ là là bao nhiêu, triglyceride là bao nhiêu, lượng đường trong máu là bao nhiêu thì từ đó chúng ta mới có thể là 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 phòng ngừa tốt. Thì thường ấy là những người mà tuổi trẻ từ 18 tuổi đến 34 mươi năm tuổi thì cái thời gian mà à, xét nghiệm định kỳ thì nó nó có thể là một năm mới phải làm. Nhưng với cái đứa tuổi mà tuổi cao À, trung niên hoặc là năm sáu tuổi thì cái, cái 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 thời gian mà đi mà kiểm tra như thế phải ngắn hơn ba tháng đã phải kiểm tra một lần rồi chứ nếu để một sáu tháng một năm thì quá dài mà thường những người cao tuổi thì nó có bệnh nền cho nên nếu để lâu như thế rất nguy hiểm mà rất dễ xảy ra cái biến chứng rất nguy hiểm. À, dạ vâng. À, nhưng có vẻ như là mỡ máu thì nó sẽ không tăng một cách đột ngột đúng không bác sĩ? Mà nó sẽ à, tăng từ từ theo thời gian vậy thì có một cái cách nào đó không để chúng ta có thể phát hiện sớm và điều trị sớm cũng như là cụ thể thì có một cái phác đồ điều trị nào dành cho những bệnh nhân bị mỡ máu cao không ạ? Đúng cái việc mà tăng mỡ máu hay là rối loạn mỡ máu thì nó phát triển âm thầm. À, chúng ta muốn phát hiện nó thì chúng ta phải đi xét nghiệm mà trong xét nghiệm cái chỉ số nếu nó vượt quá cái 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 nồng cái độ 6.2 hai trên tít ấy, thì chúng ta phải đi điều, điều điều đi điều trị để nó đưa đó về cái ngưỡng an toàn nếu như mà nó nó thấp hơn thì được nhưng nếu vượt quá cái ngưỡng đó thì là lập tức chúng ta phải điều trị bằng cái pháp đồ điều trị thì trong điều trị thì có rất nhiều phương pháp có thể điều trị bằng đông y có thể bằng điều trị bằng tây y thì có thể là dùng thuốc cái giảm mỡ máu đi để mà nó đưa cái, để về cái ngưỡng an toàn cho cho bệnh nhân À, theo như kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực là nghiên cứu thuốc và trang thiết bị y tế thì chuyên gia có thể cho biết là cái tiêu chí để đánh giá một cái sản phẩm hạ mỡ máu như thế nào là an toàn đối với sức khỏe của người bệnh không ạ vâng đúng là hiện nay ấy, ở trên thị trường chúng ta có rất nhiều các cái sản phẩm hoặc các cái chế phẩm mà có tác dụng là à, hỗ trợ điều trị giảm mỡ máu thế nhưng mà để đánh giá một cái sản phẩm ấy, à, có cái tiêu chí thì phải căn cứ ở ba cái yếu tố yếu tố đầu tiên là phải hiệu quả à, cái tiêu chí thứ hai ấy, là phải an toàn À, thứ ba là phải dễ sử dụng. thì căn cứ vào cái các cái yếu tố đó, thì cái sản phẩm à, giảm mỡ máu à, sarafine của Nhật Bản ấy, thì nó đáp ứng đầy đủ cả ba tiêu chí đó. cái thứ nhất là về thành phần, thì thành phần người ta sẽ gì hoàn toàn là một trăm phần trăm là thảo dược thiên nhiên, mà đã là thảo dược thiên nhiên ấy, thì khi sử dụng thì nó an toàn, à, lành tính và à, không có cái gây ra cái phản ứng phụ, thì đấy là cái điều rất cực kỳ tốt rồi. cái thứ hai ấy, là cái công nghệ hiện nay là các sản phẩm ưu điểm hay không là có cái công nghệ công nghệ nay là công nghệ nhật bản công nghệ tiên tiến đấy, thì đấy là công nghệ tuyệt vời mà chúng ta biết công nghệ siêu nano là một công nghệ tiên tiến Đó, nó giúp cho các cái phân tử nó lớn trở thành những phân tử à, vô cùng nhỏ mà từ phân tử vô cùng nhỏ như vậy thì nó tăng khả năng hấp thu à, và tăng khả năng hấp thu ấy, thì nó tính tăng cái tính sinh khả dụng cho cho sản phẩm Đó. cái thứ ba là gì là cái nguồn gốc là phải rõ ràng xuất xứ rõ ràng thì ta thấy sản phẩm này ấy, là nhập là, là nguyên hộp đó. mà nguyên hộp là do nhật bản sản xuất mà nhật bản là một đất nước nó có cái thương hiệu về trong các cái lĩnh vực về khoa học kỹ thuật rồi à, chính vì thế sản phẩm này ấy, đã được gì được bộ y tế nhật bản đã cho phép à, xuất khẩu cũng như là bộ y tế việt nam ấy hoặc là cục vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam thì gì cấp giấy phép lưu hành sản phẩm chính vì thế sao sản phẩm nó đầy đủ các yếu tố đó nên tôi đánh giá rất cao cái sản phẩm là viên hạ mỡ máu Sarafai của Nhật Bản. dạ vâng à, vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ thêm là cái nguyên nhân vì sao mà chuyên gia lại đánh giá cao cái sản phẩm là viên hạ mỡ máu Sarafai của Nhật Bản như vậy ạ? thì qua nghiên cứu và tìm hiểu ấy, thì tôi thấy cái sản phẩm viên hạ mỡ máu Sarafai của Nhật Bản ấy thì có rất nhiều cái ưu điểm mà tôi phân tích ở trên. Thế tại sao cái sản phẩm nó lại tuyệt vời như vậy? Chính là gì? Được bào chế là 100% từ những cái, cái cái nguyên liệu mà tự nhiên ví dụ từ Nhật Bản. như là các cái mà có cái xuất xứ rất rõ ràng. hoặc là liên men từ gạo đỏ chẳng hạn. Đậu đậu nành lên men thì đấy cũng là một cái sản phẩm mà nó mà dùng cái loại vi khuẩn là vi khuẩn là natto à, Natto để lên men à, Và các cái sản phẩm các cái nguyên liệu khác ví như là à, củ à, cúc vu chẳng hạn Rồi gừng đen chẳng hạn thì đấy là những cái cái, cái cái thảo dược rất là là thiên nhiên Đem lại những hiệu quả và giúp cho gì Nó giúp cho tốt trong vấn đề là Kiểm soát mỡ máu à, Không những kiểm soát tốt mỡ máu rồi Còn đồng thời gì đồng thời giúp cho gì là à, hạn chế các cái biến chứng mà do mỡ máu gây ra mà những biến chứng nguy hiểm mà tôi đã phân tích ở phần đầu tiên ví dụ như là về tim mạch về tiêu hóa rồi hormone vân vân thì nó hạn chế các cái biến chứng như vậy không những giúp nó kiểm soát mà còn để phòng ngừa để gây ra cái biến chứng như vậy thứ hai gì nó có rất nhiều cái ưu điểm mà thứ nhất thì xuất xứ từ nhật bản thế mà ta biết là sarafai thì được sản xuất là nguyên hộp tại nhật bản À, và chính vì đóng, đóng gói từ khâu đóng gói cho đến là à, bảo quản cho đến là vận chuyển thì hoàn toàn là từ 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 Nhật Bản thì nó đảm bảo là một quốc gia có cái à, thương hiệu có uy tín từ lâu đời rồi à. và đặc biệt thứ ba nữa gì là cái sản phẩm này là sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tôi phân tích ở trên là siêu nano à, phân tử nhỏ mà chính vì thế nó giúp cho tăng cái tính sinh sử dụng lên rất nhiều lần, tăng độ hấp thu lên tới hàng trăm lần so với cái, các cái phương pháp thông thường. Để đánh giá một sản phẩm ấy, thì chúng ta phải phân tích kỹ về cái cơ chế của sản phẩm nó như thế nào. Thì chúng ta biết rằng ấy, ngoài ra ấy, thì sản phẩm Sarafai của Nhật Bản ấy, thì đã ứng dụng có thành công cái công nghệ siêu nano để mà chiết xuất hoạt chất à, gọi là monacolin cây và nó có trong men gạo đỏ dưới cái dạng là kích thước là siêu phân tử và từ đó thì nó giúp để dễ dàng mà à, làm sạch thành mạch máu trong cơ thể. Thứ hai là thành phần của cái natto kinase, đây là một cái loại men. Thế natto Kinaza là một cái enzyme tự nhiên thôi và nó có chiết xuất từ natto và chính vì thế đó, nó là cái món ăn truyền thống từ đậu nành của cái người Nhật Bản. Thì natto ấy được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh là có tác dụng trong việc hỗ trợ tốt các bệnh về tim mạch và hạ mỡ máu. Nói tóm lại là viên uống uh, Sarafai rất xứng đáng để những người bị mỡ máu cao đặt niềm tin và lựa chọn để giúp kiểm soát mỡ máu và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh. À, dạ vâng ạ, qua những cái phân tích rất là cụ thể của chuyên gia đại tá Thầy thuốc ưu Tú Phạm Hòa Lan về căn bệnh hạ mỡ máu thì Mai Hương tin rằng là tất cả những người bệnh của chúng ta đã có thêm những kiến thức liên quan đến những cái nguyên nhân, này, những cái biểu hiện và cách phòng ngừa căn bệnh này một cách hiệu quả và đặc biệt là những ai mà đang băn khoăn trong việc là tìm kiếm một cái phương pháp để hỗ trợ điều trị căn bệnh mỡ máu cao thì có thể là tin tưởng vào viên hạ mỡ máu Sarafai của Nhật Bản Và đến đây thì Mai Hương cũng xin được cảm ơn chuyên gia đại tá Thầy Thư Cô Tú Phạm Hòa Lan đã nhận lời tham gia chương trình Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.